Xin chào bạn, video này thì mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách làm một cái hiệu ứng như thế này. Và đây là cái video mẫu mà chúng ta tham khảo. Giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi vào cái bài hướng dẫn hôm nay. Đầu tiên thì mình sẽ cho các bạn xem cái footage gốc của video này. Thì cái video mà mình xử lý là mình tăng tốc độ nó lên là 150%, cho nên các bạn thấy là tốc độ nó sẽ nhanh hơn cái video gốc. Mình sẽ tạo một cái sequence mới cho cái video này. Các bạn kéo xuống dưới phần New Item và chúng ta sẽ đặt cái tên, bởi vì mình thay đổi tên cho cái sequence mới. Đây là cái video gốc. Rồi mình dùng tổ phím là Ctrl R, sau đó mình gõ là 150% thì cái tốc độ nó sẽ nhanh hơn cái video gốc. Đối tượng nhân vật của chúng ta đang chạy, cho nên các bạn thấy cái tai nghe nó dịch chuyển lên xuống. Và cái nhiệm vụ của chúng ta là sẽ fix lại cái vị trí của chiếc tai nghe giống như cái video mẫu mà các bạn đã xem. Rồi, sau đó các bạn qua phần Effect. Và cái Effect mình đang sử dụng đó là Mocha Pro. Và các bạn phải cài vào nó mới có. Và cái phiên bản mình đang sử dụng đó là V5.6. Rồi các bạn qua Effect Control. Sau đó các bạn sẽ tích vào chữ Mocha đây. Thì đây là cái giao diện Mocha Pro plugin, nó được tích hợp trong Premiere Pro sau khi chúng ta cài đặt. Rồi, đầu tiên thì các bạn sẽ dịch chuyển cái thước timeline tới cái vị trí nào mà chúng ta thấy là cái đối tượng chúng ta nằm giữa khung hình. Đây. Rồi, cái nhiệm vụ của mình là mình sẽ fix lại sao cho cái tai nghe này nó đứng yên, đúng không? Thì các bạn thấy nè, đối với cái video mẫu và cái video mà mình đã làm trước đó thì cái vị trí của tai nghe nó đứng yên và cái background nó sẽ bị dịch chuyển, giống như các bạn sử dụng chống rung. Thì cái việc chống rung á là chương trình nó sẽ fix lại cái khung hình và những cái phần tử rung nó sẽ đẩy ra ngoài và các bạn phải tích vào cái crop và scale, thì lúc đó là những phần tử ở bốn cạnh của khung hình nó sẽ bị zoom ra, có nghĩa là cái khung hình chúng ta đã mắc ở những cái vị trí biên gốc. Thì cái nhiệm vụ của chúng ta sẽ làm cũng như vậy. Đầu tiên thì các bạn sẽ chọn cho mình cái vị trí ở giữa như thế này thì chúng ta sẽ thấy được cái khuôn mặt rõ nhất và ở giữa khung hình. Và cái công cụ chúng ta sử dụng để vẽ đó là XBline, các bạn tích vào đây. Rồi các bạn sẽ bấm phím Z để zoom cái khung hình lên và bấm phím X để dịch chuyển cái khung hình. Giờ mình sẽ vẽ ở cái vị trí này như thế này. Và các bạn chụp phải để kết thúc cái nắp vẽ. Và chúng ta sẽ quét chọn 5 cái điểm này. Và các bạn sẽ bo lại. Và các bạn sẽ dịch chuyển những cái điểm này đúng vào cái vị trí mà chúng ta muốn lấy. Mục đích mình vẽ ở cái khuôn mặt như thế này, thứ nhất là chương trình nó sẽ hiểu được là những cái vị trí này nó sẽ khác nhiều so với những cái vị trí xung quanh. Và cái thứ hai là mình muốn fix ở cái khuôn mặt, cho nên mình sẽ vẽ như thế này. Và các bạn thấy này, những cái điểm mà mình vẽ ở đây chỗ con mắt, bởi vì những cái điểm này thì chương trình nó sẽ dễ hiểu hơn và cái việc track chúng ta nó sẽ ok hơn. Rồi cái bước tiếp theo của chúng ta là chúng ta sẽ tiến hành track. Sau đó các bạn xuống dưới phần ở đây, chọn track tới ha, gọi là track forward. Rồi các bạn thấy là những cái điểm này nó bị dịch chuyển một chút thì chúng ta sẽ xử lý lại bằng cách là chúng ta sẽ dịch chuyển nó qua lại cái vị trí mà chúng ta đã làm từ đầu ở đây. Rồi sau đó các bạn tiến tới cái key mà chúng ta đã thao tác trước đó, các bạn tích vào đây, nó tiến tới key và chúng ta là track backward. Thì các bạn thấy nè, hiện tại những cái điểm này nó bị dịch chuyển ra ngoài thì chúng ta sẽ thay đổi, chúng ta sẽ chỉnh lại, đúng không? Rồi sau đó thì các bạn sẽ kéo cái thước timeline nè vào vị trí giữa của hai cái key và chúng ta sẽ thay đổi từ từ. Rồi mình thấy cũng khá là ổn rồi. Sau đó các bạn xuống dưới phần stabilizer và các bạn sẽ thấy nè, những cái thuộc tính tùy chỉnh của On Motion thì hiện tại nó đang tích hai cái thuộc tính là X Translation và Y Translation, là nó sẽ dịch chuyển theo trục X và trục Y, và cái đối tượng chúng ta là nó sẽ không dịch chuyển theo cái chiều size và zoom. Cái đây mình sẽ tích vào X Y. Và cái bước tiếp theo các bạn tích vào là Maximum Smoothing ở đây,
Và cái quan trọng đó là các bạn qua phần border, sau đó các bạn sẽ tích cho mình vào center. Rồi, giờ mình sẽ review cho các bạn xem. Các bạn dùng tốt phím là Shift 8. Mình sẽ tắt cái khung view này đi. Rồi mình play cho các bạn xem nè. Thì các bạn thấy nè, cái video chúng ta nó đã được fix lại ở vị trí của chiếc tai nghe. Và những cái phần tử xung quanh á là nó rung, đúng không? Cho nên các bạn thấy cái khung hình chúng ta nó rung là bắt đầu nó sẽ bị dịch chuyển ra ngoài cái khung hình của chúng ta. Và bắt buộc các bạn sẽ chọn thêm một cái thuộc tính nữa, đó là thuộc tính zoom ở đây. Save lại. Rồi các bạn tắt cái cửa sổ làm việc của Mocha Pro Plugin đi. Và các bạn sẽ tích vào phần Stabilizer và tích vào Render. Rồi mình sẽ review cho bạn xem. Và mình sẽ render review. Các bạn bấm phím Enter để render review. Và đây là cái thành phẩm của chúng ta. Nếu như trên máy các bạn không có những cái thước như thế này thì các bạn sẽ active vào cái sound ruler. Các bạn sẽ vào đây, ở đây, kéo nó xuống. Rồi mình review cho bạn xem. Và các bạn thấy là cái vị trí của chiếc tai nghe nó đã được fix lại và những phần tử xung quanh nó sẽ bị rung. Và chúng ta đã zoom cái khung hình này lên so với cái video gốc. Và là chúng ta đã hoàn thành xong nhiệm vụ là chúng ta fix lại cái vị trí của chiếc tai nghe trên khung hình. Thì video này mình sẽ xin dừng tại đây. Nếu như các bạn cần hỗ trợ gì thì các bạn có thể liên hệ qua những cái thông tin cũng như là những cái đường link ở dưới phần mô tả của video này. Cảm ơn các bạn.